ca sĩ hải ngoại Andy Quách là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng được nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu mến. Sở hữu khuôn mặt điển trai cùng thể hình bắt mắt, nam ca sĩ với hình tượng bad boy rất thành công với thể loại nhạc pop, hip hop và R&B. Anh được khán giả trẻ biết đến và yêu thích với hàng loạt các ca khúc như Giấc mơ một cuộc tình, Vì anh yêu em, Chiếc lá, Mất nhau từ đây, vân vân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về ca sĩ Andy Quách để có thể hiểu hơn được chặng đường đến với nghệ thuật của anh diễn ra như thế nào. Từ khi em đến đây trong đời, anh nghe như trái tim ngả nghiêng. Nụ cười em ấm môi thơm nồng, anh nghe như sóng bão trôi qua bình yên. Dìu tay nhau bước trên thiên đàng, ta bên nhau đắm say đất trời đào. Ca sĩ Andy Quách là người Việt gốc Hoa, anh sinh vào ngày 8 tháng 12 năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu cùng gia đình sang định cư tại Mỹ vào năm 1996. Bố của Andy Quách là một trong những người rất mê ca hát và âm nhạc, nên chính vì vậy mà ngay từ khi còn nhỏ, Andy Quách đã sớm có ước mơ trở thành ca sĩ. Andy Quách chia sẻ, anh rất thích hát nhạc trẻ như hip hop, R&B, pop, rock, dance, ballad, v.v. và những dòng nhạc đương thời. Đặc biệt, Andy Quách cũng rất thích nghe nhạc nước ngoài như nhạc Mỹ, K-pop, C-pop, v.v. Nên anh lúc nào cũng muốn mang những cái hay của nước ngoài hòa nhập vào âm nhạc của mình để cho nó có một tí mới lạ riêng. Nuôi dưỡng và ấp ủ trong mình niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, nên chưa đầy 20 tuổi, Andy Quách đã tự lập và quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật. Anh bắt đầu sự nghiệp bằng việc đi hát trong các ban nhạc địa phương và có những show đám cưới, tiệc tùng, dạ vũ. Đến năm 2005, Andy được Trung tâm Vân Sơn nhận vào làm ca sĩ và sau đó anh đã nhận được sự yêu mến của các khán giả qua ca khúc Vì anh yêu em, Giấc mơ một cuộc tình, Chiếc lá, v.v. Miệt mài hoạt động ca hát, chỉ sau vài năm ca hát, Andy Quách đã dần khẳng định tên tuổi của mình trong lòng công chúng. Hiện tại Andy Quách không còn cộng tác với Trung tâm Vân Sơn nữa mà đã thành lập công ty riêng mang tên Aqui Entertainment. Ta bên nhau quên đêm đau, quên đi thương đau, quên đi xót xa. Những tháng ngày xưa thật buồn, tình còn mãi nồng nàn, tình còn mãi ngập tràn. Ai ơi, về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu. Vốn xuất thân là một ca sĩ hoạt động tại hải ngoại, năm 2014, anh chàng ca sĩ điển trai này đã quyết định trở về quê hương để chuẩn bị cho những dự án âm nhạc của mình. Chia sẻ về lần đầu tiên trở về Việt Nam này, Andy Quách kể, anh đã có ý định này từ lâu, anh muốn về nước để được tham gia hoặc làm những dự án âm nhạc riêng cho mình. Bởi vì khi hoạt động ca hát bên hải ngoại, anh muốn được sự yêu thương ủng hộ của nhiều fan trên thế giới, trong đó có một lượng lớn là ở Việt Nam. Và Andy cũng thường xuyên nhận được những email tin nhắn, cũng như những câu hỏi là tại sao anh không về nước diễn để có thể có cơ hội gặp gỡ khán giả của mình trong nước. Andy chia sẻ thêm, trong suốt quãng thời gian đi hát của mình, anh đã được lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng lại ít có cơ hội về Việt Nam bởi vì lúc nào cũng bận rộn với công việc bên Mỹ. Thế nhưng lúc nào Andy cũng để ý tới thị trường âm nhạc bên Việt Nam. Theo Andy thấy, thì thị trường bên Việt Nam hiện nay đã phát triển rất tốt và rất mạnh, nên chuyến này Andy quyết định về nước, tham gia và làm một số chuyến. Mong mình sẽ có thể đóng góp hoặc mang một tí gì mới lạ đến với khán giả Việt Nam. Andy hy vọng rằng công chúng Việt Nam sẽ đón nhận những sản phẩm mới của mình. Giấc mơ một cuộc tình. Yeah. Trở về Việt Nam năm 2014, Andy Quách đã rất may mắn được mời hợp tác trong live show kỷ niệm 15 năm của nữ ca sĩ Thanh Thảo với tác phẩm Hứa do chính anh sáng tác và đã nhận được sự yêu mến của khán giả. Khi được hỏi về hình tượng nam ca sĩ sexy, lạnh lùng và hơi bad boy của mình, Andy đã chia sẻ đó chỉ là một hình ảnh mà Andy muốn tạo dựng cho phong cách cũng như là hình ảnh của mình trên sân khấu hoặc trong các MV mà thôi. Nếu ai là fan trung thành hoặc đã dõi theo Andy từ lâu thì mới biết Andy là một người rất bình dân, không thích drama, vui tính và nhất là Andy thích làm những việc thiện. Nói về việc này là Andy cảm thấy mình rất may mắn và cuộc sống cũng rất đầy đủ và nhất là thực hiện được ước mơ của mình khi được làm ca sĩ, nên Andy rất muốn làm lại điều gì đó cho cộng đồng và mọi người xung quanh.
Andy tin rằng làm phước thì sẽ được lành và anh cảm thấy hạnh phúc khi làm việc thiện. Sau lần đầu tiên trở lại Việt Nam vào năm 2014, mãi đến giữa năm 2017, Andy Quách mới về lại nước lần thứ hai. Khi trở về Việt Nam sau 2 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc Việt, nam ca sĩ hải ngoại Andy Quách đã miệt mài ra những sản phẩm mới, chất lượng để gửi đến khán giả. Nam ca sĩ với hình tượng bad boy đã chinh phục được khán giả trẻ của MV Sẽ Có Một Người Thay Thế. Vừa ra mắt vào cuối tháng 10 vừa rồi, trước đó anh cũng được biết đến khi cộng tác với Ưng Đại Vệ ra mắt MV 18+, Lời Em Nói và MV Giấc Mơ Một Cuộc Tình, Riêng Mình Anh Đau v.v. Ngoài ra Andy Quách còn cộng tác với một số nhạc sĩ trẻ ở Việt Nam như Nguyễn Đình Vũ, Phạm Hoàng Duy cho những sản phẩm âm nhạc của mình. Với lợi thế ngoại hình, giọng hát hay cũng như sự đầu tư nghiêm túc trong âm nhạc, Andy Quách được xem là nhân tố mới lạ trong làng nhạc Việt. Cách đây không lâu, Andy còn bén duyên với nghiệp diễn xuất khi nhận lời tham gia phim ca nhạc của nhà sản xuất hải ngoại Helen Kim Bùi mang tên Nếu Ta Còn Bên Nhau. Đây cũng là phim ca nhạc đầu tiên mà Andy Quách tham gia với vai trò là một diễn viên. Trong phim, Andy là một hình ảnh bad boy, thường thấy và lột xác bất ngờ khi vào vai nhân vật soái ca với tính cách hiền lành và si tình. Cũng qua vai diễn này, Andy muốn khán giả nhìn nhận anh đã chuẩn bị và sẵn sàng hóa thân vào bất cứ vai diễn nào nếu được nhận lời mời hợp tác từ các đạo diễn trong nước trong thời gian tới.